Ok, vâng, chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta đang được tham dự một giao lưu điêu khắc toàn quốc lần thứ 6 anh em nhé. Và ngày hôm nay thì quy tụ tất cả rất là nhiều anh em điêu khắc ở trên toàn quốc về đây để cùng tham gia điêu khắc để giao lưu. Và chắc chắn ở đây thì anh em ở trên toàn quốc cũng có thể nhìn thấy những cái gương mặt rất là thân quen. Đó là những anh nghệ nhân tốt đầu và tất cả rất là nhiều anh em nhé. Anh em đi cùng theo em để cùng xem những anh đây là những anh em nào nhá. Ai đã ghim vào những thân tre bao ký ức sắt xa hơi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em má chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dây xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen thao thức. Ai đã ghim vào những thân tre bao ký ức sắt xa hơi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em má chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dây xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen thao thức.